Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Du Hồng đang ở đầu hẻm 76 đường Bà Hôm ha, đối diện bên kia là trung tâm y tế quận 6 nha. Hướng này là hướng về ngã tư cây da xà nè. Còn hướng ngược lại là mình về ngã tư Đặng Nguyên Cẩn, dòng xe Phú Lâm và về vùng bên cây gõ ha, dòng xe cây gõ. Nay là cầu vượt cây gõ nha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà nằm gần chợ Phú Lâm, gần ngã tư đường Đặng Nguyên Cẩn với đường Bà Hôm, gần dòng xe Phú Lâm. Căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn có mức giá là 1 tỷ 550 triệu ha, 1 tỷ 550 triệu. Căn nhà này có kết cấu một trệt với một lầu, nhà có giấy chủ quyền hồng, nằm trong khu dân cư hiện hữu, nhà không bị quy hoạch hẻm giới lộ giới gì hết, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Ngay chỗ vị trí Vũ Hồng đứng là quán cà phê Phúc Long ha, ngay số 76. Và bắt đầu Vũ Hồng chạy vào trong nhà nha cô chú anh chị. Nhà mình nằm ở hẻm 76 đường Bà Hôm, thông sang hẻm 79 đường Tân Hòa Đông. Từ chợ Phú Lâm thông qua chợ Tân Hòa Đông. Và căn nhà mình á là có kết cấu một trệt một lầu đúc bê tông cốt thép nha. Căn nhà này chính chủ bán luôn. Chủ nhà đang kêu bán với một mức giá cực kỳ hợp lý ha. Giá là 1 tỷ 550 triệu nha. Cái hướng này đi theo hướng bên phải là mình ra chợ Phú Lâm. Và mình đi ra con hẻm này thì mình đi ra hẻm phía sau. Hẻm phía sau là hẻm lớn nha. Tại mình đi tắt cho nó gần ha cô chú anh chị. Mình rẽ trái thì mình đi ngược ra lại là đi ngược ra lại đường lớn nha. Còn mình rẽ phải là mình đi về hướng đường Tân Hòa Đông. Hẻm 79 Tân Hòa Đông ha. Căn nhà mình nằm sau lưng căn mặt tiền nè. Căn nhà nằm sau lưng mặt tiền ha, Vũ Hồng sẽ đi vào trong để review cho cô chú anh chị bạn xem nha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn một căn nhà nằm ở hẻm 76 đường Bà Hôm, thông qua hẻm 79 đường Tân Hòa Đông ha. Căn nhà này có kích thước ngang 3 dài 6, nở hậu là 4m. Nhà này có kết cấu một trệt một lầu, nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu, nhà có sổ hồng ha. Sau lưng căn nhà mặt tiền này, căn nhà này thì chủ đang kêu bán với mức giá là 1 tỷ rưỡi 50 nha cô chú anh chị, 1 tỷ rưỡi 50 ha. Bây giờ Vũ Hồng review vào trong cho cô chú anh chị bạn xem nha. Nhà có giấy chủ quyền hồng và có cái ban công lấn ra thêm được khoảng 1m cô chú anh chị. Và địa chỉ nhà mình là 79/48C/10/14 nha cô chú anh chị. Đó, hẻm phía trước nhà mình đây. Và căn mình là căn sau lưng ra mặt tiền nha cô chú anh chị. Ảnh hả? Đây, hẻm này ha. Cách mặt tiền hẻm ô tô phía bên ngoài là chỉ có khoảng 7m thôi nha. Nhà mình thì có cái ban công lấn ra ngoài được nè, có camera an ninh nằm phía trước nhà mình luôn nha cô chú anh chị. Ngang 3 dài 6, nhà nở hậu phía bên trong 4m02 ha. Nhà đúc bê tông cốt thép luôn, ở trên lầu có 2 phòng nha. Tường nhà thì chủ nhà dán cao lên là khoảng 1m4. Nhà có diện tích đất được công nhận là 18m cô chú anh chị. Nhà đúc bê tông cốt thép, đây có cửa sổ rồi ha. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Lúc trước có 2 nhà vệ sinh, nhưng chủ nhà thấy cần có 1 nhà vệ sinh thôi, chủ nhà xài lại 1 cái thôi. Và trên lầu làm cái chỗ để mình giặt đồ ha. Phần vệ sinh là nó nở hậu bên trái nè, mình làm cái nhà vệ sinh bên đây ha. Đó, nở hậu bên trái nè, hơn 4m2 nha cô chú anh chị. Đó, thấy không? Nhà thì mới sửa chữa, sạch sẽ, đẹp, vào ở ngay, không cần phải làm gì thêm với cô chú anh chị. Ở đây nè, cửa lùa nè ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà đất Sài Thành review bất động sản, mình giúp chú Hồng đăng ký kênh nha. Và nếu như mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp chủ nhà bán được nhà và giúp người mua bạn mình mua được nhà nha. Ở nhà có giấy chủ quyền hồng nha, nhà nở hậu phía sau giúp mình làm ăn phát tài phát lộc hơn ha cô chú anh chị. Trên lầu, đặc biệt trên lầu là có ban công lấn ra ngoài được nha cô chú anh chị. Nhà thì rất mới luôn, 2 lớp cửa bảo vệ, 1 lớp cửa sắt bên ngoài, là bên trong cửa lùa bằng sắt kính nha. Nhà đúc bê tông cốt thép nha, nhà đúc bê tông cốt thép. Cầu thang cũng cầu thang đúc luôn ha. Mình đi lên trên lầu mình xem tiếp nha cô chú anh chị. Đó, qua đây. Và cái ngay chỗ đây, cái nhà vệ sinh này chủ nhà đang tháo ra, chủ nhà để máy giặt rồi. Ở trên thì có cái chỗ cái kho để mình chứa đồ ha. Xin nhắc lại là nhà nằm phía sau lưng chợ Phú Lâm nha cô chú anh chị.
À, đi hẻm 76 đường Bà Hôm cũng được, đi hẻm 79 đường Tân Hòa Đông cũng được nha. Ở trên đây thì chủ nhà làm 2 phòng ha. À, nhà đúc bê tông cốt thép có 2 phòng, bên trên có ban công rộng rãi ha. Đó đây. Đó, có cửa sổ, có màn rèm đồ đầy đủ hết đó nha. Rồi nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản, để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Nhà đúc bê tông cốt thép nha, ngang 3 dài 6 nở hậu 4m2. Nhà có giấy chủ quyền hồng, hoàn công đầy đủ. Đó, ban công ra ngoài nè. Đây chỗ phơi đồ ha. Máy lít máy che bên trên rồi. Có tấm lam lớn luôn ha. Ban công khá rộng luôn nha. Rồi. Đó. Nhà đúc bê tông cốt thép luôn nha cô chú anh chị. Rồi, chủ nhà đang kêu bán căn này với giá 1,5 tỷ ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng để đi xem nhà nha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip ha. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau ha.